Cuối cùng thì Dream Team của Real Madrid cũng xuất trận, mà họ còn xuất trận ở một trong những cuộc đối đầu có tính chất quan trọng nhất của giai đoạn đầu mùa. Trận tranh siêu cúp châu Âu, Atalanta là thước đo vừa phải để Kane có thể đem đến nhiều điều hy vọng. Giành một chiếc cúp đầu tiên để bắt đầu mùa giải mới, hay ngọt ngào hơn nữa là tân binh Kylian Mbappe có thể tỏa sáng. Cả hai điều ấy cùng xảy ra một lúc và nó khiến cho những người hâm mộ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lâng lâng trong men say chiến thắng. Với phút bù giờ của ngày hôm nay, hãy cùng nhìn lại chiến thắng của Real Madrid trong trận tranh siêu cúp châu Âu để xem rằng liệu họ có thể đi xa đến đâu trong mùa giải năm nay. Xin chào những khán giả của kênh Bình luận viên Anh của Show. Hãy bắt đầu bữa tiệc của mình ngay thôi nào. Đó là những dòng tít được tờ Marca phiên bản báo in đặt ra trong ấn phẩm của họ. Marca lựa chọn hình ảnh Mbappe đang cầm chiếc cúp với nụ cười hạnh phúc hết cỡ. Một dòng tít mang nhiều ý nghĩa. Tất nhiên Real sẽ party tưng bừng sau trận đấu này. Nhưng Marca còn ám chỉ nếu Kylian cứ tỏa sáng như trận gặp Atalanta thì trận đấu nào cũng là những bữa tiệc. Cũng là hình ảnh nâng cao chiếc cúp vô địch của tiền đạo người Pháp. Tờ AS lại chọn dòng tít siêu cúp cùng Mbappe. Có thể thấy tiền đạo người Pháp đã chiếm sóng trên tất cả các phương tiện truyền thông ngày hôm nay. Vậy còn nhân vật chính của chúng ta nói gì sau khi vừa đá một trận đã giành được danh hiệu đầu tiên? Chúng tôi là Real Madrid, chúng tôi không có bất kỳ một giới hạn nào. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu có thể ghi 50 bàn thắng một mùa, tôi sẽ ghi 50 bàn. Nhưng điều quan trọng nhất là giành chiến thắng và tiến bộ hơn cùng với những người đồng đội. Còn là một buổi tối tuyệt vời. Tôi chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Được khoác áo Real và giành một chiếc vô địch, điều đó thật quá đỗi hạnh phúc. Không cần phải nói đâu Mbappe, chỉ cần nhìn nụ cười của anh xuất hiện trên khắp các mặt báo là ai cũng biết anh vui như thế nào rồi mà. Còn những người trong cuộc, kể cả chủ tịch Florentino Perez, có cảm xúc như thế nào với danh hiệu đầu tiên trong mùa giải của Real Madrid? Ngay từ khi trận đấu vào rạng sáng nay diễn ra, rất nhiều người đã dự đoán trước được kết quả của màn đối đầu này sẽ là một chiến thắng dành cho Real Madrid. Thế nên khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chính thức nâng cao danh hiệu vô địch, báo chí và dư luận tỏ ra không mấy bất ngờ về việc này. Có chăng ở đây chỉ là màn ra mắt vô cùng ấn tượng của tân binh Kylian Mbappe cho đội bóng áo trắng. Tờ báo Marca giật tít rất kêu BMW đã mang lại cho Real Madrid danh hiệu đầu tiên. Ý chỉ sự xuất sắc của bộ ba Bellingham, Mbappe và Vinicius đã mang về chiếc cúp đầu tiên mùa giải mới cho đội chủ sân Santiago Bernabeu. Trên mạng xã hội X, phía dưới bài đăng về tấm hình đăng quang của Real Madrid, một tài khoản người dùng đã để lại bình luận: "Chúc mừng Real Madrid đã giành siêu cúp châu Âu lần thứ 6 trong lịch sử. Một màn trình diễn áp đảo của Los Blancos trong ngày hôm nay. Chiếc cúp Champions League lần thứ 16 giờ đây thực sự rất có khả năng xảy ra mùa này." Một người hâm mộ khác gửi lời cổ vũ trong mùa giải mới của đội bóng: "Cố lên Real Madrid, chúng ta vừa đạt được danh hiệu đầu tiên trong số 7 danh hiệu của mùa giải này. Hãy cố gắng giành lấy 6 cái còn lại." Ngoài ra, báo chí và người hâm mộ cũng dành rất nhiều lời khen cho màn ra mắt ấn tượng của tân binh Kylian Mbappe khi anh có bàn thắng quan trọng ấn định tỷ số của trận đấu. Trận đấu đầu tiên, bàn thắng đầu tiên và cũng là danh hiệu đầu tiên của đội trưởng đội tuyển Pháp tại câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Một trong những điều đáng kỳ vọng nhất trước khi trận đấu này diễn ra, Ancelotti sẽ kết hợp những siêu sao tấn công mà ông đang có trong đội hình như thế nào? Liệu ai trong số 4 cái tên hàng đầu trên hàng công sẽ phải ngồi dự bị để đem đến sự cân bằng cho toàn đội? Câu trả lời là chẳng ai cả. Carleto đem cả Bellingham, Vinicius, Mbappe và Rodrigo cùng đá chính ngay từ đầu. Ngay lập tức họ đã tạo ra dấu ấn. Hãy cùng nhìn lại bàn thắng thứ hai mà Real đã ghi được ở trận đấu này. Rodrigo cướp bóng từ trung vệ đối phương, Vinicius căng ngang vào. Bellingham giữ bóng trong cuộc và thực hiện đường truyền quyết định để Mbappe dứt điểm. Nhưng Madridista, các bạn còn chờ gì hơn vào một pha phối hợp hoàn hảo của bộ tứ tấn công này nữa đây? Theo cách bố trí này, Kylian được chơi cao nhất trên hàng công, còn Vinicius đá lệch ở hành lang trái. Bản đồ nhiệt cũng cho thấy cựu cầu thủ của Brazil giá mạnh chủ yếu hoạt động ở trước khu vực 16m50 và hơi chếch sang bên trái. Còn nhìn vào khả năng di chuyển của Vinicius, bạn mới thấy điều ấn tượng. Ancelotti cho phép tiền đạo người Brazil được di chuyển sâu dưới đáy biển để tạo ra những tình huống đột biến. Thậm chí, Vinicius còn xuất hiện ở khu vực vòng cấm địa nhiều hơn cả tiền đạo cắm của Real. Tất nhiên, Mbappe vẫn còn tương đối lạ lẫm với những người đồng đội mới, nhưng phần nào đó Ancelotti đang ứng biến linh hoạt nhất để giải bài toán đau đầu dành cho chính ông. Sơ đồ Ancelotti thường sử dụng trong mùa giải năm ngoái thường bao gồm hai tiền đạo là Vinicius Junior và Rodrigo Guedes. Theo đó, Jude Bellingham sẽ đá cao nhất trên hàng tiền vệ và ngay dưới bộ đôi người Brazil. Trong những năm qua, Kylian Mbappe nổi lên với vai trò tiền đạo, nhưng anh thường có xu hướng lệch trái và đâm lên từ khu vực giữa sân. Thế nên đã có nhiều ý kiến cho rằng nếu tiền đạo người Pháp vẫn được giữ cách chơi này khi cập bến Real Madrid,
Ancelotti buộc phải có phương án điều chỉnh dành cho Vinicius, Rodrigo và Jude Bellingham. Thậm chí có thông tin khẳng định Rodrigo sẽ là cái tên phải nhường lại vị trí cho tiền đạo người Pháp. Thế nhưng, trận đấu rạng sáng nay đã đập tan mọi hoài nghi về cách huấn luyện viên Carlo Ancelotti sử dụng bộ tứ siêu đẳng của mình trên hàng công. Về mặt lý thuyết, Real Madrid ra sân với sơ đồ 4-3-3, bao gồm Vinicius ở cánh trái, Rodrigo phía đối diện và Mbappe chơi cao nhất. Trong khi đó, Jude Bellingham xuất phát với vị trí của một tiền vệ lệch trái. Nhưng trước khi bước vào trận đấu, không có bất cứ cái tên nào chơi dập khuôn theo nhiệm vụ được giao. Ba tiền đạo liên tục hoán đổi vị trí cho nhau trên hàng công nhằm gây ra sự khó chịu cho đối thủ, trong khi Jude Bellingham làm nhiệm vụ hộ công mỗi khi Real Madrid tấn công và lùi rất sâu khi đội nhà phòng ngự. Cứ nhìn vào biểu đồ nhiệt dưới đây của cả bốn chân sút kể trên để thấy phạm vi hoạt động cực rộng trong cách huấn luyện viên Carlo Ancelotti kết hợp những ngôi sao trên hàng công. Chính ông thầy người Ý cũng từng chia sẻ cách đây không lâu rằng mấu chốt trong việc sử dụng hiệu quả khi có cả Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius và Rodrigo ở trên sân là để họ liên tục di chuyển, chạy chỗ và hoán đổi vị trí. Bởi lẽ Mbappe không phải mẫu số 9 cổ điển, thế nên cách chơi linh hoạt kể trên mới là điều giúp Kang Chesut trên hàng công của Kênh Kiên Trắng phát huy hết khả năng của mình. Giờ thì chúng ta sẽ nói về nhân vật chính của ngày hôm nay. Kylian Mbappe đã thi đấu thế nào trong trận ra mắt Real Madrid? Một màn trình diễn không tệ chút nào với một bàn thắng và số điểm tương đối cao từ các chuyên trang. SofaScore chấm Kylian Mbappe 7,7 điểm, đứng sau Jude Bellingham, Van Verde và Eder Militao. Cả trận này anh tung ra 3 cú dứt điểm với một trong số đó đem đến điều tất cả đang mong chờ. Với một người từng mơ về việc khoác áo Real Madrid từ thuở bé, từng trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể khoác lên mình màu áo trắng, thì ngày hôm nay đúng là trận đấu trong mơ của Kylian Mbappe. Nó không quá hoàn hảo, nhưng ít nhất nó cũng là sự khởi đầu tuyệt vời cho một tân binh. Sau trận đấu này, Jude Bellingham đã không tiếc lời ca ngợi tài năng của người đồng đội. Anh biết được Mbappe đã chơi một thứ bóng đá cực kỳ đẳng cấp, nhưng khi được đá cặp cùng, bạn mới thấy đẳng cấp được thể hiện ở chỗ nào. Tiền vệ người Anh sẵn sàng làm nền để tạo nên những đường kiến tạo cho Mbappe có thể lập công trong mùa giải năm nay. Ít nhất thì trong một trận đấu chiếm trọn spotlight, Mbappe đã kết thúc một buổi tối theo cách anh mong chờ nhất để mở ra tương lai với nhiều điều kỳ vọng tại Bernabeu. Mặc dù là ngôi sao hàng đầu bóng đá thế giới trong một vài năm trở lại đây, nhưng sự thật chức vô địch vừa qua mới là danh hiệu châu Âu đầu tiên mà Mbappe giành được trong màu áo cấp độ câu lạc bộ. Nhìn chung, đây là một màn trình diễn ấn tượng của Mbappe trong ngày chào sân cùng đội bóng mới, đặc biệt với điểm nhấn là bàn thắng mà ngôi sao người Pháp ghi được trong hiệp 2 đã khép lại ngày thi đấu ấn tượng của anh. Trong khoảng thời gian hiệp 1 của trận đấu, phải thừa nhận rằng Mbappe đã bị đối thủ phong tỏa và chia cắt rất tốt khỏi hàng công của Los Blancos. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu làm quen với nhịp độ và cách chơi của đội bóng mới, Mbappe đã thể hiện rất ấn tượng. Trên chuyên trang SofaScore, nhà vô địch World Cup 2018 được chấm 7,7 điểm, cao nhất trên hàng công 3 người, gồm cả Vinicius Junior và Rodrigo. Về mặt thông số, thống kê chỉ ra tiền đạo 25 tuổi trong 83 phút có mặt trên sân chạm bóng 43 lần, 2 lần qua người thành công cùng 3 cú dứt điểm. Một trong số đó đi trúng đích và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo mới. Mbappe cũng rất chịu khó di chuyển và phối hợp cùng đồng đội, chứ không tỏ ra vội vàng để chứng tỏ bản thân. Và tất nhiên thành quả sau đó là vô cùng xứng đáng. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, anh phát biểu: "Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Được chơi với chiếc áo này, với huy hiệu này, cho những người hâm mộ này, thật tuyệt vời. Được là thành viên của Real Madrid giành chức vô địch ngay trong trận đấu đầu tiên. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi vui vì đã ghi bàn, nhưng tôi biết có một số điều tôi phải làm tốt hơn." Khi được hỏi liệu có thể ghi 50 bàn một mùa trong mùa giải đầu tiên chơi cho Real Madrid, Mbappe cũng tự tin đáp lại: "Chúng tôi là Real Madrid và ở đây thì không có giới hạn. Nếu tôi có thể ghi 50 bàn thắng thì đó là 50. Nhưng điều quan trọng nhất là giành chiến thắng và cải thiện như một đội bóng đoàn kết." Bên cạnh đó, những người đồng đội cũng không ngần ngại dành lời ngợi khen cho màn ra mắt của số 9 mới. Còn các cộng viên Kênh Kiên Trắng có lẽ không thể chờ đợi thêm để theo dõi mùa giải mới của đội bóng con cưng với mũi tấn công thượng hạng mang tên Kylian Mbappe. Đây là tất cả những gì đáng chú ý nhất về trận tranh siêu cúp châu Âu vừa khép lại. Như vậy mùa giải mới đã chính thức bắt đầu và hãy chờ xem Real Madrid sẽ còn bá đạo như thế nào với giải Ngân Hà 3.0 họ đang sở hữu ở trong tay. Nhớ theo dõi cả phút bù giờ trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân Show hàng ngày nhé, vào lúc 10:30. Còn bây giờ là lời chào tạm biệt của chúng tôi. Cảm ơn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào ngày mai.